tôi đang định lắc mặt đó. Lỏng đi, trừ hết đau rồi, thả lỏng. Chỉ phải muộn ra thôi mà. Thả lỏng đi. Mấy giờ rồi chị? Còn sớm á, chưa tới 9 giờ. Tao nhìn nó lánh lắc à, tao bị liệu vào. Đấy như mày như xỉn rượu ấy. Cố gắng em tách cái tay ra khỏi cái nách á. Đừng có kẹp cái nách. Em kẹp cái nách là khi em thở là cái điện thoại đi theo nhịp thở. Đi ok đâu nè, lên hỏa đó.
cầm. Cầm. Cái má hồi nãy chừng hơn. Có cái tráng hẳn cạn hơn. Dưới này được không em? Nắm điều đang dùng chạy xích. Yeah, I don't know.